Sau hàng Nhật nội địa xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2020. Thời tiết miền Bắc thì đã sang thu rồi. Nhưng mà em không ngờ là vẫn cái bán cái điều hòa một cục này vẫn rất là chạy các bác ạ. Vì giá nó hợp lý quá chứ các bác mua vẫn rất là nhiều. Cứ nhập túc tắc vài con về cũng chỉ một hai hôm là hết thôi. Đấy. Thì sáng giờ em bán hai con rồi. Em tiếp tục lên sóng một con điều hòa một cục hỏa hãng Haier các bác nhé. Con này thì rất là VIP, có nút tăng giảm nhiệt độ trên máy ạ. Đây, có nút tăng giảm nhiệt độ trên máy các bác nhé. Đây, có hiển thị nhiệt độ trên máy rất là hay luôn này. Đây, con này hình thức vỏ vẫn còn nguyên bản các bác ạ, còn nguyên bản nhé. Công suất 7.000 BTU. Chung là giá cả mùa này thì rất là hợp lý rồi. Con này em bán có 3.3 triệu được các bác nhé, giá 3.3 triệu. Chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đấy. Con này thì không có điều khiển từ xa đâu ạ. Dòng mà có phím điều khiển trên máy này thì nó không có điều khiển từ xa. Thì con này nó cần phải điều khiển zin cơ chứ nó không nhận điều khiển đa năng đâu ạ. Cái điều hòa này nó rất là tiện. Các bác lắp đặt mọi nơi, mọi lúc đều được cả. Giá cả thì rất là hợp lý. Bây giờ có 3 triệu 3 thôi. Trước vào mùa toàn 3 triệu 8 đến 4 triệu 2. Có những con đến 5 triệu. Đấy, con này bác nào có nhu cầu lấy các bác liên hệ nhé. Máy chạy quá ok luôn, êm re, ngon lành. Đấy. Giá 3.3 triệu. Rồi, xin mời các bác.